Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại đối với con Nim Cao Win anh em nha. Thì hôm nay thì mình sẽ vào hướng dẫn cho anh em về cách bắt cầu cũng như là cái cách chơi ở trong con Nim Cao Win này. Đấy, và mình hôm nay thì mình sẽ chơi tài xỉu nha anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi tài xỉu nha. Nói chung á là khi mà anh em chơi thì mình nên có một cái phương pháp, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em về cái cách bắt cầu điểm ở trong cái con tài xỉu Cao Win này. Nói chung ấy là cái cách bắt cầu điểm là nó dễ thôi anh em ạ. Đấy, cách bắt cầu điểm dễ thôi. Ok, 10 này thì lại bẻ tiếp đúng không ạ? 13 thì nó chưa chưa có. 13 chưa có nên mình sẽ đánh được. Thì chủ yếu là anh em sẽ bắt theo cái cầu điểm là 11 này, cầu điểm 22 này và cầu điểm 33 thôi. Ít ít khi nó về 44 lắm, trừ khi nó đi bệt thôi anh em ạ. Trừ khi đi bệt thì nó mới có cái trường hợp là cầu cầu điểm 44 thôi nhá. Đấy, mà cái cầu bệt với lại cái cầu 11 ấy thì mình nên né ra, tại vì theo cái cầu đấy rất là khó đánh ấy. Đây thì anh em quan sát này. 10 nó bẻ tài, 10 bẻ tài. Thì nếu như bắt cầu điểm 22 thì 10 này nó sẽ đậu nhá. 10 này thì nó sẽ đậu bên xỉu. Ok chưa? Đấy, đây là cách chúng ta đọc cầu và nhìn nhìn cái điểm thì mình sẽ nhìn như thế. Anh em nào mà chưa hiểu thì anh em hãy tua lại anh em xem nhé, anh em xem đi xem lại thì anh em sẽ hiểu. Đó, ok. Thì 10 sau thì mình sẽ vẫn tiếp tục là đánh đậu thôi, 10 đậu tiếp thôi. Ở đây thì 9 thì như nào? 9 đậu này. 9 bẻ này thì 9 này sẽ đậu tiếp nha. 9 này sẽ lại đậu tiếp nha anh em nhé. Đấy, anh em chú ý cho mình. Được chưa? Lúc nãy là gì rồi? Lúc nãy là nó đi là 9 đậu 9 bẻ đúng không? Thì mình sẽ đánh 9 là 9 đậu. Thì 5 anh em nhìn 5 này, 5 ở trước thì nó bẻ, thì nếu mà bắt cầu điểm 11 thì 5 5 trước nó bẻ rồi thì 5 này nó sẽ đậu. Anh em hiểu không? À, 5 trước nó bẻ rồi thì 5 sẽ đậu. Còn nếu như anh em mà bắt cầu điểm 22 thì anh em 5 này anh em cũng đánh bẻ thôi. Nhưng mà bây giờ thì mình 5 thì nó mới xuất hiện một lần thôi. Thế nên là mình sẽ bắt là đậu. Đây này. Cái cách đánh này ấy, thì cái xác suất nó là từ 7 đến 80% thôi anh em nhé, 7 đến 80% thôi. Đây chuẩn đúng này. Thì lần sau nếu mà nó xuất hiện 5 tiếp thì mình nên là đánh đánh cầu điểm 22. Đấy, 16 thì mình cũng quan sát là lúc nãy nó chỉ xuất hiện một cái 16 ở đây thôi. Mà 16 này đậu thì 16 này mình sẽ đánh bẻ nhá. Đấy, 16 này mình sẽ đánh bẻ. Đây là cách để chúng ta là gì, có thể xác định cái nhịp cầu cái dạng cầu điểm mình đang đánh. Đấy. Nó thì nó không cố định đâu anh em ạ. Đây, 9 này. 9 này thì sẽ đánh bẻ nha anh em nhé. 9 này thì sẽ đánh bẻ nha. Tại vì nó đang đi cầu điểm 11 này, 9 đậu này, 9 bẻ này. 9 đậu thì 9 này nó sẽ bẻ nha. Đấy, cầu điểm 11. Ok, 9 này nó lại bẻ tiếp. À xin lỗi anh em, là 9 này đậu tiếp đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có cái trường hợp đây là đậu hai lần rồi. Đậu hai lần thì nếu mà mình bắt cầu điểm 22 thì tay này mình sẽ bẻ thôi. Đó. Anh em hiểu không? Bây giờ thì nó hai lần 9 thì nó đậu rồi, thì lần 9 này thì mình sẽ đánh bẻ. Còn nếu như lần 9 thì vẫn đậu tiếp thì tức là lần sau nếu mà ra 9 thì anh em cứ bẻ mạnh tay mình. Rồi ok, chính xác, cầu điểm 22 nha. Lần sau nó ra 9 tiếp thì anh em lại đánh bẻ thôi, bắt cầu điểm 22 thôi. Nhưng mà mấy tay tới cơ? 14 này. 14 thì mình để ý là nó chỉ về có một lần ở đây thôi. Thì 14 bẻ thì 14 này mình sẽ bắt đậu nha. 14 này thì mình sẽ bắt 14 đậu nha. Đấy, thì cái phương pháp này ấy, thì anh em có thể là đánh ở khoảng tầm độ là lãi khoảng 5 đến 500k đến 1M mỗi ngày là đẹp. Đấy, 500k đến 1 ngày mỗi M, 1 ngày mỗi M là đẹp anh em ạ. Thì mình có thể chia làm hai buổi. Đây. 14 này thì đậu, 14 này đậu thì đây sẽ là cầu điểm 2 nhá, cầu điểm 2. 14 thì đậu, à, xin lỗi anh em là 14 bẻ 2 thì mình lần sau mình sẽ đánh đậu 2 nữa là đẹp. 8 này, 8 chưa xuất hiện là sao anh em ạ? 8 thì vẫn chưa xuất hiện anh em ạ. 8 thì vẫn chưa xuất hiện nên là sẽ khó đánh ấy. Mình nghĩ là tay này nó sẽ bẻ tài thôi. À, chính xác luôn này. 13 13 13 chỉ có một lần thôi, đây là 13 bẻ thì 13 này thì mình sẽ đánh 13 đậu nha anh em nhé.
13 bẻ thì 13 này mình sẽ đánh 13 đậu. 300k. Ôi bị trả lại hết rồi. Ô, không bị trả lại đây. Ngon. Không bị trả lại đi ngon. Đây 16 nha. Lúc nãy em quan sát là 16 nó đậu này. Đúng chưa? 16 đậu này. 16 bẻ này thì 16 này mình sẽ đánh đậu tiếp nha. Đậu thì mình sẽ đánh bên tài tiếp. Đấy, đậu thì mình sẽ đánh bên tài tiếp. Nói chung á là anh khi mà anh em đánh thì anh em chỉ cần khoảng tốc độ là mỗi ngày thì nên chơi khoảng tốc độ 15 đến 20 phút thôi, từ 15 đến dưới 20 phút thôi là đẹp. Đấy, còn nếu như mà mục tiêu ví dụ anh em đề ra một cái mục tiêu nhỏ anh em đánh, ví dụ khoảng tốc độ là mỗi ngày mỗi buổi khoảng 500k, mỗi ngày 1M thì mình đủ thì mình dừng thôi nhá. Đấy, dừng sớm thì càng tốt. Đây, 10 này 10 bẻ 10 bẻ. 10 đậu 10 này đánh đậu tiếp nha. 10 này 10 đậu thì nó sẽ là về xỉu tiếp anh ạ. Cái con 16 vừa rồi thì nó lại gì? Nó lại không đậu anh em ạ, nó lại bẻ mất rồi. Thế là lát nữa thì mình sẽ bắt cầu điểm 22 nếu như nó về con tài 16, cái kiểu như thế. Ai xa. 10 bắt cầu điểm 22 này không được rồi à. 11 này, 11 trước thì nó bẻ. 11 bẻ, 11 bẻ. 11 bẻ thì 11 này sẽ là đậu nha anh em nhá. 11 bẻ, 11 bẻ thì 11 này sẽ đậu nha. Ôi dồi, lại bị trả lại hết này, anh em tiếc thế nhở. Ok, 11 này đánh đậu tiếp nha. Mình quan sát ở đây là 11 bẻ 1 lần này, 2 lần này, 3 lần. Thì 11 đậu 1 lần rồi. Đậu 2 lần thì tay này tiếp tục là đánh bên đậu tiếp thôi anh em. Tay này thì giã mạnh rồi. Vào mạnh 5k này, chốt luôn. Win gái lên 4M dưới nghỉ nhá. Mình chơi thì mình chơi kiểu là mỗi ngày bào một chút thôi. Đấy, mình đi tiền làm sao nó hợp lý là được anh em ạ. 13 này. Lúc nãy 13 đậu 13 bẻ đúng không ạ? Thì 13 này mình sẽ đánh bẻ tiếp. 13 bẻ, 13 bẻ thì 13 này đánh đậu nha. 13 này đánh đậu thôi anh em ạ. Ơ đúng không ta? Nói chung là phải check anh em ạ. Bẻ này, đậu này. Bẻ, ta này sẽ bẻ. Đúng rồi. Chuẩn luôn anh em ạ. Ok, thì cái clip này thì mình sẽ kết thúc ở đây nha anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip tiếp theo của mình.